Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, trên trang web phankimtu.com, phankimtu.com. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục tới cái phần mà tự ráp máy tính mạng. Thì video trước tôi đã hướng dẫn các bạn xong cái việc mà chúng ta đã tự lựa chọn những cái linh kiện ha, tự lựa chọn những cái linh kiện cho nó phù hợp, cho nó phù hợp với nhau và cho nó phù hợp với túi tiền của chúng ta. Rồi, video này ta sẽ tiếp tục thôi, như là video cuối của cái loạt mà tự ráp máy tính rồi. Thì sau khi bạn lựa chọn trong cái linh kiện mà của cửa hàng rồi thì sẽ có hai trường hợp. Một là các bạn là dễ dàng hơn là các bạn sẽ nhờ cửa hàng ráp luôn ha, ráp sau khi ráp xong rồi tự cài những cái phần mềm luôn ha, cài Win 10 hay là thông thường theo này chúng ta sẽ cài Win 10 và các ứng dụng phần mềm gì đó ha. Rồi cái cách đó thì nó dễ dàng nhẹ nhàng hơn, nhưng mà tôi thì không thích cái cách đó ha, không thích cái cách đó. Tại vì sao? Tại vì bạn quá phụ thuộc vào người khác thì sau này thứ nhất là cái chuyện mà máy bạn có hư á, cái máy tính các bạn mà nó có hư á thì các bạn phải đem ra cửa hàng ha. Cửa hàng ở gần thì không nói, nhiều khi cửa hàng ở xa thì nó cũng mất công lắm. Trong khi nếu các bạn tự ráp thì các bạn có thể là tự đặt mua ở đâu đó, bạn về bạn thay thế linh kiện ha, hoặc là bạn gỡ ra, bạn gỡ nó đi bảo hành cũng được. Rồi và cài Win cũng vậy, cài các phần mềm gì ha, nếu như bạn mà biết cài hay là biết cài phần mềm cài Win đó thì lỡ có bị lỗi gì thì bạn có thể tự làm ha, chúng ta tự reset, tự làm hết ha, không phụ thuộc vào người khác. Cái thứ hai á, trường hợp thứ hai, nếu các bạn tự mua linh, sau khi chúng ta mua đặt cái linh kiện của từ cái nơi bán hàng như rồi á, đem về á, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc mà tự ráp ha. Tự ráp thì thì thứ nhất á, thì bạn cách ráp như thế nào thì bạn xem trên YouTube á. YouTube á, tôi thấy rất nhiều anh chị đi trước để hướng dẫn rồi ha. Thật ra nó cũng không khó đâu, nó theo một số cái quy luật chung thôi ha. Và trên YouTube thì bạn cứ đánh thử, thật ra rất là nhiều luôn á, rất là nhiều và rất là chi tiết luôn á ha. Tại vì đây tôi đánh thử cho bạn xem nè, bạn lên trên YouTube ha, bạn đánh cái chữ hướng dẫn tự ráp PC hay là máy tính bàn đó ha. Từ khóa này thì bạn nhấn tìm kiếm, bạn thấy chưa, rất là nhiều luôn, có một số cái video hướng dẫn rất là chi tiết ha. Đó, bạn cứ lờ từ từ tìm hiểu thôi. Thì cái này, cái cách này á, tự ráp toàn bộ này luôn á, là dành cho những cái bạn mà gọi là em yêu khoa học á ha, đam mê khoa học á, đam mê tự ráp đó đó. Rồi thì ok, thì bạn tự ráp thôi. Rồi sau khi bạn xem trên YouTube bạn làm á, thì tôi có một số cái lưu ý, số lưu ý cho các bạn ha. Thì có thể các bạn biết rồi nhưng mà tôi nói thêm thôi ha. Thứ nhất là đây cái quy trình mà tôi ráp cái máy nè. Thứ nhất là bạn ráp ráp chip vào main ha. Thì tương ứng với nếu là chip Intel thì main Intel, nếu chip AMD thì main AMD ha. Rồi thì thông thường thì nếu khi bạn mua cái main á thì nó cái main với cái chip á thì mỗi cái nó sẽ có cái quyển là gọi là hướng dẫn sử dụng á ha. Mặc dù bằng tiếng Anh nhưng mà bạn nhìn cái hình vẽ thì bạn cũng biết ha. Lưu ý là cái phần mà chuối cái chân đế mà cắm vô cái chip vô cái main á, bạn cắm sai là nó sẽ cong mấy cái thanh, cong mấy cái đường rãnh mà gắn lên main, nên là người ta không bảo hành cái phần main đó ha, lưu ý. Rồi thì nó rất là dễ, bạn chú ý cái phần tam giác ở trên cái chip nào gì, nó sẽ có cái góc bên tay dưới cùng bên tay trái á, nó sẽ có hình tam giác. Với tam giác thì bạn sẽ gắn cái hình tam giác đó trùng với cái phần tam giác trên cái main đó ha, trên cái chỗ gắn mấy chip đó, main đó. Rồi sau đó bạn lắp quạt ha, rất là dễ. Cái thứ hai, sau khi lắp chip vào main rồi, bạn lắp RAM vào main thì cái này dễ thôi. Thông thường sau này chúng ta sẽ sử dụng cái RAM là DDR4 thôi. Nó sẽ có cái rãnh thì bạn chú ý cái rãnh nó là theo hướng nào là bạn lắp vào thôi ha. Và một phần lưu ý là nếu mà lắp hai thanh, thông thường sau này chúng ta lắp hai thanh, mà lắp hai thanh thì bạn để hai thanh thường là xen kẽ nhau chứ không phải là hai thanh liên tục. Trường hợp là cái main bạn có 4 thanh RAM ha, hai thanh xen kẽ nhau, như là một cái thanh này sau đó bỏ trống một thanh tới thanh thứ hai rồi lắp xen kẽ đó, lắp còn trường hợp bạn lắp luôn 4 thanh lên thì không nói gì rồi. Máy ra cái main bạn có 4 thanh RAM, 4 cái khe RAM, lắp 4 thanh. Rồi tiếp theo tới lắp cái ổ cứng. Ổ cứng thì tôi nói các bạn là nên mua cái ổ ổ SSD mà chuẩn M2 ha, chuẩn M2 đó. Thì cái cách ráp như thế nào thì bạn lên trên mạng Google, lên trên YouTube cũng được, bạn đánh thử cái cách đánh thử nào. Những cái này thật ra trên mạng có rất là nhiều cách lắp ráp SSD M2 là cái lắp ráp M2 đó, thấy chưa, có rất là nhiều, thấy chưa, đây nè, nó có rất là nhiều cái hướng dẫn trên lắp M2 trên laptop như cũng như tương tự như bên PC thôi ha. PC là máy tính bàn đó. Rồi lắp rất là dễ thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ tới cái phần lắp main.
lắp hết những linh kiện nó vào main trước, sau đó bạn lắp main vào trong cái thùng máy. Nhưng mà chú ý cái phần này, những bạn mới hay bị quên chỗ này lắm. Khi bạn lắp main vô cái thùng máy, bạn phải chú ý lắp cái cây đậy ha, cây đậy những cái ổ cứng chúng ta, xin lỗi, cây đậy những cái ổ USB rồi đó, lắp vô cây đậy trên cái cây trước, trên thùng máy trước, rồi sau đó mới lắp cái main vô cái thùng ha. Các bạn hay quên chỗ này lắm, to ban đầu làm cũng hay quên đó. Rồi sau khi lắp xong cái main rồi, chúng ta sẽ lắp tới cái phần mà cái nguồn ha, cái nguồn cung cấp điện á, lắp vào thùng máy. Và cái nguồn thì lúc nào các bạn nào mới thì cũng thấy rất khó về cái phần mà dây ha, cái phần đi dây linh kiện, cái phần rất là nhiều loại dây thì bạn không phân biệt được cái dây nào là dây nào. Thì đây tôi sẽ có một số cái phần loại dây cho các bạn xem nè. Thì cái dây quan trọng nhất là cái dây nguồn cho cái main, chúng ta là có hai cái dây, một cái dây 24 chân là lớn nhất và kèm theo một cái dây 8 chân ha, trên main tới hai cái dây lận, hai dây nguồn. Tiếp theo là cái trên nguồn chúng ta có cái 8 chân và 6 chân cho các loại quả. Cái thứ ba là cái nguồn cho ổ SD hoặc ổ DVD ha, hai cái này là sử dụng chung một cái nguồn. Cái loại dây nguồn như nhau. Phần loại dây nguồn thứ tư là cái nguồn, loại dây nguồn mà thường sử dụng cho những cái quạt rời á, quạt đèn LED mà gắm trên thùng cây á. Thì đây tao nói bốn cái loại cơ bản thôi ha. Thì thật ra khi bạn xem những cái video trên mạng mà nó hướng dẫn lắp thùng máy thì đều hướng dẫn các bạn cách gắn nguồn này ha, bốn cái loại nguồn này. Rồi. Tiếp theo, sau khi bạn lắp nguồn xong rồi thì bạn có thể lắp cái ổ cứng, ổ SD hay là ổ DVD đó vô cái thùng máy các bạn ha. Rồi sau khi bạn đã lắp cái nguồn vô cái ổ cứng này rồi thì bạn nối thêm cái phần mà ổ cái dây chuyển chứa dữ liệu ha, chuyển dữ liệu từ cái ổ SD này vô cái main bằng cái cảm cáp SATA 3 ha. Nếu như bạn sử dụng cái ổ SD 2.5 inch thì đó, còn nếu như các bạn sử dụng chỉ cái ổ cứng NVMe thì bạn chỉ việc cắm trực tiếp vào main thôi là nó tự động nó có nguồn mà nó kết nối luôn ha. Ha, cái này rất đơn giản, bạn chỉ làm một lần thôi. Còn này bạn cái SD mà này nè, bạn phải một là cắm nguồn cho nó, hai là phải cắm cái ổ SATA 3 để kết nối dữ liệu với cái main ha, cắm hai dây. Rồi cái bước cuối cùng là bước mà hầu như những bạn nào mới làm thì rất là khó ha, khó nhất luôn. Đó là khi bạn mua cái thùng máy, cái vỏ thùng á, thì bạn sẽ thấy nó sẽ có rất là nhiều cái dây nhợ đi kèm. Thực ra những cái dây này là những cái dây cho cái thùng máy, những cái nút ở phía trước á, ha, cái cổng USB, cái cổng âm thanh, cái nút reset hay cái nút power tắt mở nguồn và cái nút reset đó, thì những cái dây đó nó cắm như thế nào trên cái đèn, trên cái main chúng ta thì tùy thuộc vào cái main, mỗi cái main nó sẽ có cái vị trí khác nhau. Đại khái nó sẽ chia làm bốn loại như thế này ha. Thì thật ra thì bạn xem trên cái phần hướng dẫn sử dụng của cái main á thì nó sẽ đều có hết ha, hoặc là bạn nào không rành á thì coi trên YouTube luôn ha. Khi mà nó lắp máy thì nó cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn bốn cái này, nhưng thực ra là rất là dễ. Bạn sẽ nhìn cái chữ tiếng Anh trên cái cọng dây với cái chữ tiếng Anh trên cái main thì nó tương đương nhau, thì bạn lắp thôi ha. Cơ bản là nó sẽ có bốn cái phân loại, là bốn cái này đó, bốn cái loại này rất là dễ, bạn nào làm một lần là biết rồi. Rồi sau khi bạn thực hiện xong cái việc mà ráp tất cả các bộ phận vô trong cái thùng máy rồi á, thì bạn đi dây lại cho nó đẹp, cho nó gọn gàng. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ ghim nguồn và chúng ta mở lên thôi ha. Một số main thì thông thường sau này thì nó sẽ có phần cảnh báo, nhưng mà cái main trên cái thiết bị nào nó bị lỗi như là cạc đồ họa, ổ cứng hay là chip hay là gì đó thì nó sẽ có cái đèn báo hiệu là bị lỗi, nó sẽ hiện lên màu đỏ ha, đó là nó thêm thôi. Mà thông thường nếu bạn gắn đầy đủ hết thì nó sẽ chạy bình thường đây. Hình như trong cái phần mà này tôi quên thiếu cái phần mà lắp cạc đồ họa ha. Đúng rồi, tôi thiếu cái phần lắp cạc đồ họa. Tôi sẽ thêm một cái phần ở đây. Đúng không? Tôi nói thêm phần lắp cạc đồ họa. Lắp cạc đồ họa vào main. Rất là dễ. Lắp cạc đồ họa vào main thì bạn lắp vô main thôi. Một số cái cạc mà nó cấu từ như là một từ 1060, 1070, 1070, 1080 trở lên thì nó sẽ gắn thêm cái nguồn phụ, còn 1050 thì không có nguồn phụ. Gắn nguồn phụ nó có. Rồi cái nguồn phụ này là cái nguồn mà tôi nói các bạn là cái nguồn này nè, 8 chân hoặc 6 chân á, nó đi liền với nhau cho cạc đồ họa. Rồi. Xong ha. Sau khi bạn lắp hết tất cả các thiết bị vào á thì bạn ghim cái dây nguồn vào cái thùng máy chúng ta, và chúng ta sẽ thực hiện cái bước đầu tiên là nhấn nút power để cho máy chạy ha. Rồi thì cái tiếp theo là cái, nếu các bạn không làm gì á thì cái máy các bạn tự sẽ động load cái BIOS ha. Cái BIOS là gì thì bạn có lên trên mạng Google đánh thử ha. Rồi load BIOS, nếu bạn không làm gì nữa thì nó sẽ tự động load mặc định, và nó sẽ tới cái phần mà bước tiếp theo là cài Win 10 ha.
Nhưng mà tôi khuyên các bạn á, nếu chúng ta đã tự cài rồi thì chúng ta nên nâng cấp cái BIOS lên cái phiên bản mới nhất. Tại sao vậy? Tại vì cái nhà sản xuất đã tối ưu hóa cái những cái thiết bị phần cứng tương ứng với cái phần BIOS rồi ha. Nên các bạn mà nhiều khi các bạn mà nhờ những người khác là cài những cái bước trên đây nè, cái bước mà tôi nói các bạn mà nhà cửa hàng cài giùm á, nhiều khi người ta làm qua lo, người ta chỉ để cái phần BIOS mặc định thôi, không có cập nhật lên phiên bản mới thì máy tính các bạn chạy nó không được tối ưu, thấy chưa? Đó là một cái phần mà các bạn nhiều khi các bạn không biết đối với các bạn mà thường hay nhờ cửa hàng cài máy giùm ha. Rồi rồi, đó là tôi, đó là phần đó tôi nhắc nhở các bạn. Giờ chúng ta muốn làm sao để biết được cái việc của phần BIOS như thế nào thì rất là đơn giản. Thì khi mà các bạn vừa khởi động máy thì cái máy bạn nó sẽ tự động load một số cái dòng chữ màu đen trắng trắng ở dưới đây nè, lúc mà còn đang ở màn hình đen á, một số dòng chữ trắng trắng đây, thì bạn sẽ nhấn giùm tôi cái nút pause, nút tạm dừng á ha. Trên bàn phím các bạn á, bạn muốn nhấn cái nút pause là nút tạm dừng á, cái chữ pause nút tạm dừng á, tại thời điểm mà nó hiện lên những cái dòng chữ mà trắng trắng nhỏ dưới đây nè ha. Thấy chưa? Để bạn thấy được nó ghi cái chữ là load vào BIOS là nhấn phím tắt là gì ha. Như trường hợp này tôi đang sử dụng cái main MSI là cái load vào BIOS là tôi nhấn phím delete. Tùy theo cái main của bạn, tùy theo cái main bạn mà có mỗi main nó có một cái phím tắt khác nhau, mỗi hãng có một cái phím tắt khác nhau ha, như MSI khác, Gigabyte khác hay là Asus khác ha. Nên tôi không có nói với bạn được, nhưng mà tôi có cái mẹo là tôi vừa nói đó, khi nó đang load cái chữ này nè, bạn nhấn cái chữ pause, cái chữ tạm dừng á, tiếng Anh dịch là chữ tạm dừng á ha, cái chữ này nè, đây tôi đánh thử cho bạn xem, pause ha, bạn nhấn cái chữ tạm dừng này là pause, góc ở trên cùng gần gần bên tay phải á ha, trên một phím của bạn á, thì bạn tạm dừng cái thao tác lại để bạn thấy cái chữ mà nó load vô cái phần mà BIOS là cái phím tắt là gì ha. Đối với máy tôi đang sử dụng cái main MSI là cái chữ delete ha. Rồi sau khi load vô phần BIOS á thì bạn sẽ cập nhật lên phiên bản mới nhất, bạn kiểm tra coi nó là phiên bản mới nhất chưa để bạn cập nhật ha. Cập nhật bằng cách nào thì nó sẽ tùy thuộc vào cái main ha, tùy thuộc vào cái main và tùy thuộc vô cái nhà sản xuất nữa, nhà sản xuất MSI hay là Gigabyte hay Asus gì đó ha, tùy theo mọi cái đó bạn hãy tự tìm hiểu thêm. Còn những bạn nào mà muốn có trình độ ép thì bạn có thể là thực hiện cái việc ép xung ha, nếu biết rồi. Còn không biết thì bạn nên để mặc định. Tiếp theo, tại vì trong cái phần BIOS này chúng ta thấy cấu hình như là cấu hình RAM, xung nhịp RAM cao hơn, chip cao hơn ha. Đó rồi, như cái RAM mà tôi đang sử dụng cho máy tôi là mặc định nó có 2001 thôi, thì tôi đã cấu hình lên 2004 và 2066 ha. Đó, trường hợp đó bởi vì bạn phải tự biết tự bạn làm thì nó hay hơn so với cái việc mà bạn nhờ cửa hàng ráp. Cửa hàng ráp thì thông thường cứ để mặc định thôi ha. Rồi sau khi bạn thực hiện xong cái việc mà cấu load cái phần BIOS default và mặc định xong rồi á, thì bạn thực hiện cái việc cài win 10 ha. Thông thường sẽ để chúng ta cài win 10. Thì các bạn hỏi tôi là tại sao không cài win 7, thì tôi khuyến khích các bạn là nên sau này nên cài win 10 và cái chuẩn 64 bit ha, đừng nên xài 32 bit. Tại sau này chúng ta sử dụng RAM thường hay nhiều là từ 8GB trở lên không à ha. 4GB thì chúng ta mới sử dụng 32 bit, mà thường ta xài 8GB, 16GB chúng ta nên sử dụng cái 64 bit. Rồi thì về cái win này cũng vậy, thì chúng ta sẽ có hai trường hợp là sử dụng phiên bản bản quyền. Thì tôi nhớ không làm trên trang Microsoft á, là win 10 ha, phiên bản RAW là 6 triệu, home là 3 triệu. Rồi còn có nhiều cách khác nữa thì cái đó bạn tự hiểu ha. Rồi tiếp theo thì bạn nên học cái cách mà cài win bằng USB, chứ không bây giờ hầu như là không ai còn sử dụng cái ổ đĩa cứng, ổ DVD nữa ha, sử dụng đa số là cài win bằng ổ USB đó. Thì cái cài win bằng ổ USB thì bạn chú ý là lựa chọn cái ổ bút ưu tiên đầu tiên khi khởi động máy là cái ổ nào để chúng ta thực hiện cái việc cài, thì thông thường ta sẽ chọn cái ổ là USB ha. Thì cái cách mà cài win 10 bằng USB như thế nào thì bạn cứ lên Google, cái gì không biết lên Google đánh ha. Trên mạng có rất là nhiều hướng dẫn cài Win 10 bằng USB ha, có rất là nhiều cách, nhưng mà có rất nhiều cách cũng như rất là nhiều phần mềm, thì tôi khuyến khích các bạn nên sử dụng cái phần mềm chính thống từ Microsoft ha. Từ Microsoft là bạn sử dụng cái phần mềm là Microsoft, đây tôi đánh trực tiếp từ Microsoft cho bạn xem. Win 10 Microsoft hay gì đó, tôi nhớ quên cái đại khái, tôi đánh Win 10 Microsoft. Đây, chúng ta lên trực tiếp từ trên trang chủ Microsoft cho nó. Có nhiều cách lắm, bạn hãy tự tìm hiểu thêm những cái trang ở Việt Nam nè ha. Nhưng mà tôi nói với bạn cái cách chính thống là ta sử dụng trực tiếp từ cái bộ công cụ tool của hãng Microsoft
ha. Nó cũng tương tự như đây là bạn 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 xài cái này. Thật ra nếu mà cái máy tính các bạn, nếu như ở nhà bạn có mạng internet mà nó mạnh nó nhanh á, thì bạn nên sử dụng cái cách này, nó đơn giản hơn, rất đơn giản, bằng cách là bạn vào cái trang này, như tôi nói với bạn, cứ đánh cái từ khóa là Win 10 Microsoft thì nó sẽ tới này nè, download Win 10, thì bạn chọn chọn tôi cái chữ này ha, trong cái dòng là Create Windows 10 Install Media ha, cài đặt cái Win 10 nè, bạn chọn cho tôi cái chữ là download tool now, download cái công cụ cài Win 10 về ha. Rất một vài mê thôi. Sau khi download rồi á, thì bạn mở cái file lên và bạn làm theo hướng dẫn. Là máy tính bạn nếu có kết nối internet thì nó sẽ đồng tải cái file Windows 10 về, và bạn đút cái USB vào ha. Thông thường USB bạn là nên từ 8GB trở lên. Đó. Thì nó sẽ lưu ý là cái khi bạn cài cái Win 10 này trên cái USB á, thì cái USB của bạn nó sẽ mất cái dữ liệu. Ha, lưu ý phần đó ha, mất cái dữ liệu luôn. Rồi. Sau khi bạn thực hiện xong cái việc mà cài cái Win 10 trên USB rồi á, là tới bước này rồi nè ha. Đó. Sau khi cài xong đó rồi, bạn reset cái máy lại ha, mở nguồn cái máy lại, và bạn chọn cái ổ đĩa ưu tiên kiểu cứng á, ưu tiên cho cái máy tính bạn boot á, là bạn chọn cái USB bạn vừa thực hiện cái việc cài Win 10 ha. Rồi để nhấn cái phím tắt như thế nào thì như tôi nói các bạn rồi, nếu bạn không nhớ phím tắt mà trên cái máy tính các bạn á, lần đầu tiên á, thì khi bạn gửi khởi động lại nó hiện ra những cái dòng chữ đó, thì bạn nhấn cái nút spawn ha, nút tạm dừng á. Đó, trong trường hợp này tôi sử dụng cái main của MSI á, thì tôi nhấn cái phím F11 ha. Mỗi máy thì nó sẽ có một cái phím tắt khác nhau ha, máy Dell thì khác, máy Dell như F10 hay là gì đó, rồi Asus là F2, Asus Acer F2 gì đó ha, Sony là khác nữa. Rồi thì tùy theo các bạn thôi, tùy theo cái main thôi ha. Thì quan trọng cái là khi nó đang khởi động máy nó hiện cái dòng chữ, thì bạn phải nhấn cho tôi cái chữ spawn này để tạm dừng, thì bạn coi cái phím tắt mà bút vào trong cái ổ đĩa nó là cái phím tắt là gì, lưu ý phần này ha. Rồi sau khi bạn thực hiện cái việc cài Win 10 xong là xong rồi, cái điều tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện cái việc là cài driver cho máy ha. Sau đó chúng ta sẽ cài các phần mềm đồ họa hay là những cái phần mềm văn phòng hay phần mềm diệt virus gì đó. Nhưng mà tôi khuyến cáo các bạn, nếu bạn đã sử dụng Win 10 rồi thì bạn không cần cài phần mềm diệt virus, tại vì cái Win 10 nó đã có cái phần mềm diệt virus sẵn có trên máy rồi ha. Rất cũng tương đối là rất là tốt. Thế nào, Windows Defender Security Center ha. Rồi giờ cần phải cài driver thì thông thường á thì có nhiều cách cài lắm. Bạn có thể sử dụng trên mạng có những cái phần mềm mà auto là cài tự động đó. Nhưng mà lưu ý các bạn, nếu tôi sử dụng cái main MSI, tôi không phải là quảng cáo cho cái hãng MSI ha, nhưng mà tôi thường hay sử dụng cái main MSI, thì tôi thấy nó có cái phần mềm là Live Update á, là phần mềm tự động cập nhật hết tất cả những cái driver của máy, rất là hay. Và nó cập nhật luôn cái phần BIOS. BIOS là cái gì? BIOS là tôi vừa nói các bạn, cái phần trên đây là cấu hình BIOS nè. Chúng ta phải cập nhật cái phiên bản mới nhất ha. Đây, cập nhật BIOS. Phiên bản mới nhất. Đây là cái phần mà hầu như là những cái bạn nào mà nếu mà nhờ cửa hàng ráp nào đó thì các bạn ít biết cái vụ này lắm ha. Rồi, do tôi đang sử dụng main MSI nó có phần mềm có sẵn luôn, nên tôi sẵn đây tôi demo làm thử cho bạn xem. Thì tôi sẽ đây nè, cái phần mềm Live Update nè, bạn thấy chưa? Đó. Đối với những cái main khác thì bắt buộc bạn phải sử dụng cái phần mềm của hãng thứ ba, bạn mua, bạn phải trả tiền á thì được cái phần mềm này để tự động tìm kiếm những cái thiết bị phần cứng trên máy tính các bạn để cập nhật driver, cập nhật tự động á ha. Rồi trên cái main MSI thì nó có sẵn luôn, bạn lên trên mạng bạn tải phần mềm này về thôi, và sau đó bạn mở lên nó. Sau khi mở lên thì bạn đăng ký sử dụng cái main gì đó, đăng ký cái số series của main thì không cần thiết, bạn cứ qua bên cái tab Live Update nè, bạn đánh cho tôi cái chữ scan, bạn nhấn vào cái chữ scan là nó sẽ quét hết cái máy tính các bạn, nó khi nào nó phát hiện những cái thiết bị nào mà thiếu cái driver cập nhật thì tự động bạn sẽ click vào cái chữ download và cài đặt ha, install là cài đặt đó. Và trong đây nó sẽ có cái phần là cài đặt cái BIOS, nó sẽ có luôn cái phần cài đặt BIOS đây nè, thấy chưa? Những cái hãng khác thì tôi chưa biết, như là Asus hay Gigabyte tôi chưa biết, nhưng mà đặc biệt tôi thấy bên cái phần MSI, cái main MSI á, của cái hãng MSI thì nó sẽ có luôn cái phần mà BIOS update, tức là cập nhật luôn cái BIOS. Như tôi đã nói các bạn, BIOS là cái này nè, rất là quan trọng ha. Nó quyết nhiều khi nó cũng quyết định cái tốc độ cái máy tính các bạn nhanh hay chậm nữa ha. Tính tương thích giữa các phần cứng với nhau quan trọng á ha. Đó thì bạn khi mà nếu mà cái BIOS mà các bạn mà nó phiên bản cũ rồi á, thì nó sẽ hiện ra một cái phiên bản BIOS mới đây, và bạn nhấn cái chữ
cái chữ download hay chữ cài đặt gì đó ở đây, thì nó sẽ cập nhật lên phiên bản mới ha. Thì tôi nhấn nút scan cho bạn xem nè, thấy chưa, nó thông báo là cái BIOS tôi đang sử dụng đây là cái phiên bản cuối cùng rồi, phiên bản mới nhất rồi, bạn không cần update, không cần cập nhật, thấy chưa, rất là hay. Đối với cái main MSI thì nó có cái phần mềm Live Update 6 của cái hãng này luôn. Rồi thì tôi cố định nói rất là chi tiết ha, cho những bạn nào mà mới thực hiện cái việc mà tự ráp máy thì không bị bỡ ngỡ với tránh gặp những cái lỗi ha, tránh gặp những cái lỗi này đó. Rồi thì tới đây cũng tương đối là kết thúc rồi ha. Thì tại sao tôi làm cái nhóm video này, tại vì tôi bên cạnh cái việc mà bạn biết những cái phần mềm á, thì bạn phải biết luôn cái phần cứng ha, nó vừa giảm thiểu cho bạn được cái phần chi phí, ta đỡ tốn tiền và tối đa hóa cái phần mà hiệu năng chúng ta sử dụng. Thì cấu hình máy tôi thì tôi cũng mới ráp thì cũng tương tạm tạm đủ xài thôi ha. Thì tôi đang sử dụng cái chip như tôi nói các bạn, cho tôi đang sử dụng cái chip là AMD, thì nó là 8x16 luồng với cái giá tương đối, tôi sử dụng không có X ha, X thì nó 9 triệu, không X thì như là 8 triệu mấy đó, thì nó sẽ tốc độ nó nhanh hơn, nhưng bù lại cái xung nhịp như là nó hơi thấp hơn cái Intel một tí, nhưng mà được cái là nó nhiều nhân, nó tới 8x16 luồng lần ha. Cái RAM thì thông dụng rồi, cái card đồ họa thì bạn hãy chọn, thật ra cái card đồ họa này tôi nói thêm đây, bạn hãy chọn cái card đồ họa của bên hãng AMD ha. Tôi đang chọn bên cái thằng Nvidia, AMD thì do tôi thấy chưa thông dụng nên tôi không có chọn ha. AMD là sẽ có card RX á, tôi sẽ đánh thử cho bạn xem card AMD RX. RX là 57 mấy, 580 hay 5 mấy đó tùy các bạn, hình như là của cái Hà Nội Computer nó có bán luôn nè, nó thấy chưa, card MS của hãng MSI RX nè, 580 ha. Nó thì do tới tính là thông dụng á nên tôi không chọn nó thôi, chứ thật ra là cái nếu bạn chọn luôn cái bộ RX của hãng AMD á, chung với cái main luôn thì nó sẽ tốt hơn ha. Nghĩa là cái main này của cái hãng AMD rồi nè đó. Xin lỗi, cái chip này của AMD rồi nè, thì bạn hãy là chọn luôn cái card đồ họa của AMD luôn ha. Mà trong trường hợp này tôi muốn cho nó phổ thông, nó thông dụng, thì tôi chọn cái card của Nvidia ha. Rồi các bạn nào không thích xài AMD thì có thể là xài cái rồi lại cái chip này là cái chip của Intel ha. Intel bạn hãy là chọn cái core i gì đó, tôi làm thử cho bạn xem nè. Thật sự như tôi sẽ chọn lại cho bạn tôi một vài phút ha, xin phép các bạn một vài phút thôi. Tôi chọn lại cái bộ vi xử lý cho nó sao nó kỳ quá, nó không cho tôi dọn lại ta. Tôi nhấn reset rồi đi. Tôi làm lại cái xây dựng cấu hình bên cái Intel, tôi làm một vài một phút thôi. Rồi hình như tôi phải xóa cái phần main này nữa. Rồi thấy chưa, tôi xóa main nữa, tại vì main với chip nó sẽ tương ứng nhau. Tôi chọn chip Intel, và thông thường thì nếu bạn mà làm học thì bạn thử chọn chip i7 được rồi, coi i7 được rồi ha. Còn nếu bạn nằm mà thực hiện cái việc render mà trong ngày này qua ngày kia mở máy liên tục luôn thì mới nên chọn cái chip Xeon ha. Rồi thì giả sử tôi chọn cái chip i7 đi, i7 thế hệ mới nhất là thế hệ thứ 8, coi i7 đây, coi i7 thế hệ thứ 8 là bạn thấy cái số đầu là số 8 là thế hệ thứ 8 ha, 8700 được rồi, không cần k thì nó ép xung cao hơn. Thấy chưa, nó giá 9 triệu nè, nhưng mà bạn nhìn kỹ cái phần nhân nó chỉ có 6 nhân thôi ha, 6x12 luồng, trong khi hồi nãy chúng ta là 8x16 luồng. Thấy chưa, tương ứng với giá tiền thì cái phần Intel thì nó cái số nhân thì nó hơi thấp hơn, nhưng bù lại cái xung nhịp nó cao hơn. Rồi thì sẽ cho này tiếp theo cái main này thì bạn chọn main nào cũng được, thì như tôi nói các bạn này, tôi thì thường hay thích chọn MSI hơn ha. Rồi MSI hơn nên chọn 4 thanh RAM ha. Thấy chưa, bạn chọn B360 gì cũng được tùy các bạn đó, ví dụ thôi. Rồi vậy là tôi hướng dẫn các bạn xong một cái chọn bên AMD, cái chọn bên Intel ha, cái chip. Rồi vậy là xong rồi ha. Thì video này như là chúng ta đã kết thúc xong cái phần mà tự ráp cấu hình, thì hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn có thể là tự ráp cái cấu hình máy tính theo ý thích các bạn ha. Thật ra cũng không khó đâu, bạn làm thử rồi bạn cũng sẽ biết thôi đó. Rồi chúc các bạn thành công trong cái việc mà tự ráp máy tính cho mình theo cái ý thích cá nhân ha, tránh bị phụ thuộc vô người khác. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các phần mềm khác. Tôi là Tú Phan, trên trang web là phankimtu.com, phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.